Đây là một trong những công ty tuyệt vời nhất mà ai cũng muốn được vào làm việc. Môi trường làm việc cạnh tranh đến độ không ai dám nghỉ phép. Anh em đồng nghiệp quan tâm, cổ vũ lẫn nhau. Nhiệt huyết làm việc tăng ca dù không có lương. Trưởng phòng luôn tốt bụng, chỉ bảo cặn kẽ cho nhân viên mới. Nhiều người còn xúc động đến phát khóc. Mọi người đều có ý thức quan tâm đến sức khỏe tâm thần. Ngoài mấy bệnh như trĩ nội trĩ ngoại, vài vết loét dạ dày với dăm ba căn bệnh văn phòng ra, thì mọi người đều mạnh khỏe. Khách hàng vẫn nhiệt tình tương tác, thường xuyên hỏi thăm phụ mẫu của nhân viên. Nhờ được truy rèn trong môi trường ổn lòi lìa đó, Akira Tendo, một chàng thanh niên đương căng tràn sức sống, đã trở thành một zombie công sở. Thường xuyên cày đêm với background là video của The Reviewer, đặc biệt là những content của writer Phúc Lập. Và tôi quan quại, hành trình thoát xác của cậu bắt đầu từ 3 năm trước. Khi ấy Akira là một tấm chiếu bắt đầu trải. Cậu được nhận và làm tại một công ty quảng cáo hàng mơ ước. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, Akira đã rất háo hứng bắt đầu ngay với công việc. Cậu đã mơ về một cuộc sống được làm việc mình yêu, yêu người mình công việc, sống một cuộc đời thiên đường với đầy màu hương. Kịch bản đó đẹp nhưng tiếc nó lại không xảy ra. Ngay sau khi bữa tiệc mừng tân binh kết thúc, tất cả nhân viên từ già cho đến trẻ đều đứng dậy quay trở về công ty để gia tăng sản xuất. Trải qua 2 ngày làm việc full time đúng nghĩa đen, cuối cùng Akira cũng được lết xác về đến nhà. Lúc này cậu mới nhận ra công ty này chính là The Reviewer, bóc lột sức lao động của nhân viên đến cùng cực. Nhưng không sao, tuổi trẻ là cống hiến, là nhiệt huyết, hy sinh hiện tại củng cố tương lai. Với quyết tâm của mình, khi bước sang năm 2, Akira đã quen hơn với văn hóa công ty. Ngoài công việc được giao, Akira còn phải gánh cả công việc của những người đã out. Điều tuyệt vời nhất ở cái chốn địa ngục này giúp cậu luôn tỉnh táo là nụ cười của Crush. Nhưng cậu quên mất đây lại là phim Nhật. Crush thích mấy ông bụng to, thưa tóc, chứ mấy thằng mới đi làm như cậu thì không. Lâu dần cậu lại rơi vào trầm cảm, nhưng lại không dám nghỉ. Phần vì lo cho người ở lại phải gánh việc của mình, phần vì nghĩ có khi các công ty khác cũng toxic y thế. Những cảm xúc tiêu cực cứ đeo bám Akira đến năm 3. Giờ cậu đã chính thức trở thành một zombie công sở. Nhiều khi cậu đã nghĩ đến cái chết, nhưng cái chết chỉ dành cho những người dũng cảm, chứ còn hèn như cậu thì không. Và một ngày như bao ngày khác, Akira lên đồ bắt đầu xuống địa ngục thì phát hiện ra có tờ báo đóng tiền gửi xe. Lê thân xác xuống phòng chủ tòa nhà, cậu phát hiện ra một con zombie đang ăn điểm tâm. Đầu Akira lập tức nhảy số, báo cho cơ thể chạy ngay đi trước khi bị đớp. Hành động của cậu vô tình đã đánh động đám thây ma khác. Giờ thì vui rồi, cứ bị dí thế này có khi muộn là mất. Ê nhưng mà giờ mà có đại dịch zombie thì không phải đi làm. Ngon. Sau 3 năm trời đi làm bị đối xử như chó bởi đám cấp trên khát máu, thì bây giờ cũng không khác gì lắm khi xung quanh toàn là zombie. Nhưng ít ra thì không có deadline. Nằm trên sân thượng ngẫm về những dự định sẽ làm, Akira chợt nhớ về Crush. Cậu quyết định sẽ đến tỏ tình với cô. Nhưng khi đến nhà người thương, cậu lại thấy lão giám đốc đã hóa zombie. Thôi thì cũng tiện, cậu trình bày ý định nghỉ việc, đồng thời trả cả vốn lẫn lãi cho lão trong suốt thời gian bị bóc lột. Crush của cậu bây giờ cũng đã là zombie. Tỏ tình và giải bày với một con zombie thì có ngu không? Có. Nhưng nó không quan trọng vì đây là anime mà. Crush nghe lời tỏ tình xong thì liền chạy lại để tặng cậu một nụ hôn nuốt lưỡi. Akira xin nhận tình cảm có nụ hôn thì thôi. Tạm biệt mối tình đầu đầy giang dở. Ngày đầu tiên trong thời gian thất nghiệp, Akira đành dành thời gian dọn dẹp phòng ốc cho nó tinh tươm sạch sẽ, rồi làm tí bia cho nó tươi mát tâm hồn. Cái khoái cảm đầy tội lỗi của việc uống bia vào một ngày đáng ra là phải đi làm nó mới phê làm sao. Trong khi đó khắp Tokyo, đại dịch đang ngày một lan rộng, mọi kênh thông tin liên lạc đều bị cắt đứt. Thế giới đúng là đang khủng hoảng, nhưng đó là vấn đề của thế giới. Vấn đề của Akira bây giờ là bia hết cờ mờ nơ. Chả nhẽ bây giờ cậu lại phải hoãn cái sự sung sướng này lại hay sao? Không được, cậu đã hứa là sẽ để mình tự do, mà tự do thiếu bia thì khác gì đi tù. Tuy cũng hơi ngán đám thây ma bên dưới, nhưng vì mỹ vị nhân gian này, cậu không còn lựa chọn nào khác. Trong lúc đang trượt ống nước xuống dưới, cậu gặp một gia đình đang tuyệt vọng trước tình hình zombie. Khi nghe Akira chia sẻ việc cậu sẽ đến cửa hàng tiện lợi, đôi vợ chồng đã nhờ cậu đi lấy hộ một ít nhu yếu phẩm. Gì chứ cái đấy đơn giản. Sau khi băng qua đám zombie đông đảo bằng con xe đạp chiến, Akira đã đến được cửa tiệm tiện lợi gần nhất. Ở đây cậu đã gặp một cô gái xinh tươi. Với tình trạng này tìm gái đã khó, mà tìm được gái còn sống mà lại còn xinh thế này thì còn khó hơn. Hết liêm sỉ sang một bên, Akira ngỏ lời xin trao đổi thông tin liên lạc. Nhưng mà cô ả kia chê Akira là chân bé đù khi tự mạo hiểm tính mạng để lấy những thứ không cần thiết. Cô không muốn lập nhóm với một kẻ ưa rủi ro như vậy. Giữa lúc họ đang nói chuyện, đám zombie đã mò tới. Akira lấy thân mình che chắn cho cô ả, nhưng đâu biết là đối phương méo cần. Cô đã biết trước sẽ có ô tô tải đâm vào nên là mới có thể bình chân như vậy. Lần đầu được giải cứu đã thế lại còn được gần như thế này, khiến Akira phê lắm. Cái dáng vẻ ngầu lòi mà xinh xắn ấy, cả đời này cậu không quên được mất. Đang mơ mộng thì một con zombie kéo phịch cậu về với thực tại. Do xe đạp đã bị cán hỏng, Akira đứng trước nguy cơ phải căng hải về nhà. Trong lúc đang chẳng biết phải làm gì thì cậu phát hiện ra con xe máy bên đường. Giữa thời buổi này kiểu gì chìa khóa vẫn còn ở trên xe, mà đã như thế thì tội gì đi xe cả tàng thế này. Phải làm con mô tô đi cho nó oách. Kể ra thì ngày hôm nay của Akira cũng không tồi, lấy được cả đống bia, gặp gái xinh lại còn đi xe sang. Nhưng mà khi ghé qua căn nhà hàng xóm, cậu phát hiện ra nơi đây chẳng có ai cả. Căn phòng điều hưu hổ lốn, có khi chuyện không lành đã xảy ra với họ rồi cũng nên. Tối hôm đó, Akira vừa uống bia vừa ngẫm về cuộc đời. Dù là mai chết hay 60 năm nữa mới chết thì cuộc đời này vẫn quá ngắn để thực hiện hết những gì dự định. Hơn nữa cậu cũng chẳng thể lường trước được những rủi ro có thể xảy ra. Để sống một cuộc đời trọn vẹn không hối tiếc, Akira sẽ lên danh sách thực hiện những dự định mà mình đã ấp ủ. Danh sách ấy mang tên 100 điều cần làm trước khi trở thành zombie. Ngày thứ 2 thất nghiệp, tín hiệu
mạng điện thoại đã được khôi phục. Cũng đã lâu rồi Akira chưa lướt điện thoại. Nhìn vào Messenger của mình, Akira nhận ra suốt 3 năm qua cậu đã không liên lạc gì với bạn bè cả. Thế nên cậu đã nhắn cho mọi người với hy vọng sẽ có ai đó hồi đáp. Nhưng mà chờ hoài chờ mãi vẫn chả có ma nào dép. Tuy đã có thể sống tự do nhưng sự tự do thế này cũng chẳng khoái tẹo nào. Bạn bè không có lấy một bóng thì Aram với ai lướt điện thoại. Chợt cái tên Kencho xuất hiện. Khứa này là bạn thân của Akira. Cậu ta là một TikToker có tiếng, chuyên review các quán với phong cách ăn nói xà lơ. Trong một bữa rượu, Kencho liên hoàn mõm khoe chiến tích của mình. Đã thế còn có người yêu làm hoa hậu thôn, trong khi Akira đã ế lại còn bị bóc lột. Má nó cay thật chứ. Khi rượu đã ngà ngà, Kencho lúc này mới khuyên Akira nên bỏ quách công việc đi. Theo cậu make fame make money có phải hơn không? Như bị động vào lòng tự ái, Akira chê thằng bạn làm content bẩn, chỉ biết câu view rẻ tiền chứ có cái gì mà flex. Và thế là họ dỗi nhau không thèm liên lạc gì từ đó luôn. Đến TikTok mà Kencho còn làm được thì dăm ba lũ thấy ma la cái đinh gì gì. Đúng là Kencho còn sống nhưng cũng phải rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Hiện cô này đang trong một khách sạn tình yêu, bên ngoài là zombie đi lại, bên trong thì đối tác đang thèm thịt. Lương thực đồ uống thì cạn kiệt, sớm muộn gì cũng hẹo thôi. Chợt cậu lại nhớ lại thằng bạn Akira, cái thằng thường hay cười lắc lẻ trước mấy trò dốc của mình. Đột nhiên điện thoại rung lên, ma thằng Akira này thương thật, mới nhớ đến mà đã gọi rồi. Ngay khi biết được vị trí của Kencho, Akira lập tức lên đồ đi giải cứu homie. Sau khi dụ đám thây ma rời đi, Akira bắt đầu tiến vào trong khách sạn. Sau một thời gian giận dỗi, chứng kiến thằng bạn thân còn lành lặn, Akira không kiềm lòng được nữa. Cậu thừa nhận mình đã sai khi không nghe lời Kencho, từ bỏ cái công việc chết tiệt kia. Đã thế còn phân biệt đối xử với homie của mình. Kencho thấy thế cũng nghẹn ngào, không ngờ thằng bạn mình lại liều đến tận đây. Giữa lúc đang dâng trào cảm xúc thì cả hai phải stop lại, khởi động đôi chân, bởi tiếng tạ lỗi của Akira đã va vào sự chú ý của đám zombie. Cả hai đã chạy được lên sân thượng, nhưng trước sức ép của đám thây ma thì sớm muộn gì chúng cũng phá được cửa mà thôi. Trong bối cảnh nguy cấp, Akira đã nảy ra một ý, cả hai sẽ nhảy sang tòa nhà đối diện. Ban đầu Kencho cho rằng thằng bạn mình quẫn trí nói liều, mà nào ngờ nó làm thật ấy. Và bất ngờ hơn là nó thành công mới ảo chứ. Akira thúc giục thằng bạn nhảy sang đây, nhưng mà cao cỡ này thì căng ấy. Kencho hơi rén, chắc đây sẽ là những giây phút cuối đời rồi, nên Kencho cũng chẳng ngần ngại mà bộc bạch với Akira. Thật ra cậu chẳng thích cái nghề TikToker này tẹo nào. Ngày ngày cậu phải đi tạo phốt với làm content bẩn để thu hút cộng đồng mạng, cả cũng chỉ là phông bạt mà thôi. Akira hiểu thằng bạn mình, tuy thích làm màu với hay da rẻ, nhưng Kencho là một khứa luôn mang lại những tiếng cười. Nghe đến đây Kencho chợt thức tỉnh, đúng là cậu rất thích công việc làm mọi người vui. Ước mơ của cậu là diễn hài độc thoại tại Tokyo Tếu. Sốc lại tinh thần, gạt bỏ cả nỗi sợ lẫn quần áo, Kencho đã tung cánh. Nhưng cánh chim này bay lại hơi bị đuối, nên cụp cánh giữa chừng. Cứ ngỡ quả này sẽ thành bầy nhầy, thì Akira đã đến giúp kịp thời, cứu người huynh đệ một bàn thua trông thấy. Hai thằng bạn sau bao ngày giận dỗi cuối cùng cũng đã làm hòa. Họ nói với nhau về mọi thứ trong hào hứng. Hành trình của Akira đã có người đồng hành. Điều 32, nhậu với bạn thân được hoàn thành. Những ngày sau đó, hai đứa bắt đầu lên kế hoạch cho những dự định sắp tới. Kencho sau khi thấy danh sách của Akira cũng nổi hứng thú, nên đã viết thêm vài điều vào đó. Từ bây giờ danh sách này sẽ là dự định của cả hai. Tiện ngồi một chỗ lâu cũng chán, Akira đề xuất đi tậu một con TV khổng lồ về chơi game cho nó sướng. Trong lúc di chuyển đến siêu thị điện máy, Kencho chia sẻ cho khứa bạn về một khía cạnh khác của ước mơ hài độc thoại của mình. Từ nhỏ cậu đã u mê MU, để có thể đến được nhà hát của những giấc mơ, còn gì nhanh hơn ngoài việc làm diễn viên hài cơ chứ. Akira thấy thằng bạn nói có lý, cậu tự hỏi bản thân mình thực sự ước mơ làm gì. Đang trong dòng suy tư thì Kencho kéo phịch cậu trở lại, bởi con đường phía trước họ đã bị bít, TV khổng lồ đang ngay phía trước rồi. Chẳng nhẽ giờ quay xe. Đột nhiên một chiếc xe chở xăng lao đến, ngó nghiêng một hồi, đầu Akira chợt nhảy số. Cậu phóng xe full speed về phía chiếc xe chở xăng, lấy chiếc ô tô lật làm bàn đạp để phóng xuống tầng hầm, thoát nạn đúng trong gang tấc. Mỗi tội lại rơi vào đúng ổ zombie, số của hai khứa chưa tận. Họ nhanh chân chạy vào một cửa tiệm và kịp đóng cửa kịp lúc trước khi đám thây ma lao đến. Cửa tiệm này cũng là nơi trú ẩn của một vài người khác, gồm ba cô em xinh tươi lần lượt là Reika, Yukari và Maki, và một ông chú trung niên nữa. Qua trò chuyện thì ba cô gái kia tự giới thiệu mình là các tiếp viên hàng không. Không ngờ ước mơ được uống rượu với tiếp viên hàng không lại đạt được dễ dàng đến thế. Kèo ngon cho Akira thoát kiếp đồng tu. Nhưng suốt mấy chục năm cuộc đời, khứa này chỉ để học câu lạc bộ rồi làm việc, chứ nào được hẹn hò bao giờ đâu mà biết. Không để cơ hội tuột khỏi tay, Akira quyết định làm gì đó cho thay đổi không khí. Có quyết tâm nhưng mồm miệng lại hơi thiếu đường, trả bù cho khứa Kencho. Chưa gì đã sắp đặt cọc được một em rồi, không thể để thằng bạn cứ mãi coi thường mình như thế được. Akira phải làm gì mới mẻ để cho nó thay đổi cục diện. Máu liều nhiều hơn máu não, cậu liền biểu diễn kỹ thuật nốc rượu qua đường thở. Sau màn chơi ngu lấy le đấy thì Akira đã phải vào nhà vệ sinh gấp. Trong lúc đang tâm sự với em Huệ thì Yukari bước vào và giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Trong khoảnh khắc, Akira đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng niềm vui lớn chẳng tẩy gang. Cô gái kia tát cậu một cái tỉnh giấc bằng câu nói: mình đã có người yêu. Toang thật rồi.
Ở một diễn biến khác, tên đàn ông trung niên vốn đã bị cắn và đã phát tác bệnh, và hắn đã biến Reika thành trùng loài. Nghe thấy tiếng động, Kencho cùng Maki trong lúc nghỉ giữa hiệp đi kiểm tra thì bị cô ả tấn công. Kencho thì may mắn thoát được, còn Maki thì không. Sau khi ra tay kết liễu ả zombie, Kencho nhìn quanh thì nhận ra tên trùng niên đã biến mất. Trở lại với Akira và cô tiếp viên, hai người bắt đầu tâm sự về công việc của mình. Nghề tiếp viên hàng không nghe thì có vẻ tranh xả thật đấy, nhưng đôi khi cũng tủi nhục lắm, nhất là khi phải chiều những vị khách tô xích. Akira hiểu được sức nặng của môi trường làm việc nên đã cho Yukari những lời khuyên để giải tỏa tinh thần. Trong lúc bầu không khí đang êm đềm thì đột nhiên tên trung niên lao tới phập lấy Yukari. Tuy đã kéo được gã đó ra nhưng cô gái đã bị cắn, sớm muộn gì cũng trở thành thây ma mà thôi. Thêm lần nữa may mắn đã khép miệng với Akira, cái số sát thê vẫn chưa hề từ bỏ cậu. Câu chuyện tình vài phút, Akira bỏ chạy trong nước mắt. Trong lúc đó, Kencho cũng đã tìm ra chiếc TV ưng ý, gạt đi nỗi buồn. Akira cùng với Kencho mang con hàng trở về nhà. Dù đã sở hữu chiếc TV như mong muốn, nhưng tâm trạng của Akira hơi suy. Không chỉ chuyện bị mất cơ hội có gấu, mà cậu còn suy nghĩ về thứ mà Kencho và Yukari từng chia sẻ. Nó mang tên ước mơ, thứ mà Akira đã quên lãng từ lâu lắm rồi. Cho nên ưu tiên tiếp theo mà cậu sẽ làm đó chính là tìm lại giấc mơ thời trẻ trâu của mình. Chẳng tốn mấy thời gian, chỉ qua một giấc mơ Akira đã tìm được. Cậu có một ước ao khát khao là trở thành một siêu anh hùng. Bối cảnh zombie đang hoành hành thế này thì môi trường thuận lợi để thực hiện ước mơ đó còn gì nữa. Để có thể làm được một siêu anh hùng thì phải có một bộ suit thật ngầu lo. Dựa theo những gì tra cứu được ở trên mạng thì hai khứa đã mò đến công viên thủy cung. Sau một hồi tìm kiếm, bộ suit mà Akira nhắm đến đã thấy đó là một bộ đồ lặn được làm bằng lưới titan và sợi thép siêu khỏe, được thiết kế để bảo vệ cơ thể khỏi cá mập. Đến cá mập cắn còn chịu, nói gì dám ba con thây ma. Với bộ suit siêu cấp Vipro trong tay thì Akira đã lập chiến công đầu khi cứu được một cô gái trước hàm thây ma. Thấy có thêm người đến, cậu cũng hướng dẫn họ chạy vào thủy cung. Trời khéo kéo duyên, trong số những người đó có cả cô gái cậu gặp lúc mua bia, nhưng giờ không phải là lúc để tưởng gái hú. Akira phải giải quyết xong đám thây ma đang bám đuôi đã. Tuy không bị sơi tái, nhưng đám thây ma này cắn vẫn đau phết, đã thế còn bị thằng bạn cho ở ngoài. Ma anh em nhớ quần què thật sự. Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng siêu anh hùng cũng đã xử lý xong đám thây ma và trở về với bộ dạng không thể nào tã tưởi hơn được. Khi gặp lại Akira, thay vì cảm ơn đã cứu mạng mình, cô gái kia chỉ phân tích hành vi của cậu. Phàm những kẻ thất bại ở đời thường tìm đến cái mác siêu anh hùng để có được sự thừa nhận. Hơn nữa cậu đang chơi trò mạo hiểm cả tính mạng của mình lẫn những người xung quanh. Từng chữ thốt ra nghe cay, nhưng mà nó lại đúng với đau. Cả Akira lẫn Kencho đều không thể bật lại được. Suy xét lại thì lời cô gái kia nói cũng không phải là sai. Nếu Akira cứ cố chấp với ước mơ của mình, Kencho hoàn toàn có thể bị liên lụy. Tự nhiên thấy nghi ngờ nhân sinh ngang. Bỗng có một tiếng động kèm rung chấn vang lên. Cả Akira lẫn Kencho đều chạy đi kiểm tra thì họ phát hiện một con cá mập zombie với những cái chân của thợ lặn. Cả đoàn người bị nó dí theo. Trong cái khó ló cái may, họ đã vào được phòng bảo vệ nên tạm thời an toàn. Nhưng khi điểm danh lại thiếu mất cô gái ở cửa hàng tiện lợi. Trong lúc Kencho còn đang mải mở cánh cửa bị phá do lực đâm của con cá thì Akira đã di chuyển từ lâu. Ngay khi cô gái chuẩn bị thành bữa, chàng hiệp sĩ mặt nạ nhà ta đã xuất hiện giải cứu kịp thời. Cô gái vẫn không thể hiểu nổi tại sao Akira lại phải làm đến như vậy. Nếu cô đã thành tâm muốn biết thì lý do là vì cô sinh VL. À, đó là ý của tôi chứ, ý của Tendo là có ai gặp khó có anh hùng lo. Cần đéo hay phải lý do cụ thể. Tuy vẫn chưa hiểu ông này bị não hay bị đần, nhưng hành động của Akira cũng ấn tượng phết, nên cô gái quyết định sẽ đồng hành cùng cậu để xử lý con cá. Sau lúc bỏ chạy, cô gái đã nghĩ ra một kế hoạch. Loài cá mập có một hệ thống cơ quan cảm thụ điện trong đầu. Nếu bọn họ tấn công một đòn điện vừa đủ thì có thể khiến cho con cá bị tê liệt. Akira sẽ đảm đương nhiệm vụ câu giờ, còn cô gái sẽ đi lấy dụng cụ cần thiết. Dưới sức ép của con cá, Akira tuy rất cố gắng nhưng vẫn bị nó hành cho bầm dập đến tơi bời. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Kencho đã cứu Akira một bản thua trông thấy bằng chiêu bờ quyến rũ để rồi trở thành mục tiêu của nó. Chứng kiến thằng bạn gặp nguy cấp, máu siêu anh hùng trỗi dậy trong Akira. Nhận vũ khí từ cô gái, cậu dồn credit thít cơ mông kích hoạt Haki anime, đấm thẳng đầu con cá khiến nó nằm thẳng cẳng trắng bụng. Cả bọn toàn thắng. Kết thúc một ngày trải nghiệm làm siêu anh hùng, Akira đã thỏa được ước mơ của mình bấy lâu. Tiện đã kết hợp với nhau ăn ý, Akira đã thêm lần nữa ngỏ lời mời cô gái kia gia nhập nhóm. Dĩ nhiên là cô ả từ chối, bởi bản thân cô vẫn cho rằng hai bên mâu thuẫn nhau về mục đích. Akira thậm chí chấp nhận nguy hiểm của bạn bè cứu một người xa lạ, điều đó khiến cho cô không an tâm. Thực ra lo ngại của đối phương cũng chẳng sai, nhưng với Akira bây giờ cô gái kia cũng là một người quan trọng, nên bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm thì anh đều sẽ cứu. Thính này ác phết đấy. Chính nhờ lời nói ấy đã khiến cho cô gái kia mềm hơn chút mà cho Akira in tư Zalo của mình. Dù sao thì kết bạn cũng chả chết ai. Cô gái ấy tên là Shizuka Mizazuki. Tạm biệt Shizuka. Hai cô lại tiếp tục cuộc hành trình hoàn thành danh sách của mình. Tình hình zombie đang ngày càng căng thẳng, nếu cứ thế này thì không ổn cho lắm. Trong lúc ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Akira chợt nhớ về cha mẹ. Ngay lập tức cậu quyết định điều tiếp theo sẽ làm, rời khỏi Tokyo để về quê. Ngày hôm
sau cả hai xách ba lô lên và bắt đầu hành trình. Đi xa thế mà ngồi xe máy thì ê mông chết, nên Akira đề xuất đi kiếm con xe du lịch đi cho nó phê. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ảo ma thế quái nào họ lại gặp được Shizuka. Một lần thì gọi là vô tình, hai lần gọi là hữu duyên, đến lần thứ ba là số rồi. Thôi tầm này thì số hay năm bờ gì thì cũng chê. Shizuka vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, hát trích từ chối thế này thì cũng tội thật, nhưng trách ai bây giờ. Akira đen thôi, tuy là đi tìm xe du lịch đấy nhưng mà Shizuka lại không có bằng. Thời cơ đã đến, Akira cùng Kencho lấy đó làm lý do để dí Shizuka, khiến cô ả vốn giỏi tranh luận cũng phải cứng họng mà đành chấp nhận. Bề ngoài thì Shizuka là người lý tính, nên cách chọn xe của cô cũng phải đáp ứng đủ thể loại yêu cầu. Chả bù cho hai khứa kia cứ đắt với tranh xả là dã thôi. Thấy hai ông nhõi sống quá theo chủ quan, Shizuka lên án gay gắt, nhưng suy cho cùng cô vẫn là con gái, mà con gái thì cũng mê cái đẹp. Chiếc xe với thiết kế màu sắc tinh tế đã khiến Shizuka siêu lòng, bàn tới bàn lui chả chốt được cái xe nào. Thế thì để cho zombie lựa hộ vậy. Cả bọn chỉ đành nhảy lên con xe gần nhất mà chạy cho sớm. Thế là chô xe, họ tạm biệt thành phố ồn ào náo nhiệt để lên đường về quê của Akira. Đang thong dong trên đường, bất ngờ họ dính phải bẫy đinh khiến xe bị thủng lốp, còn Kencho lái mô tô thì bị thương. Sau đó một đám người xuất hiện, đứng đầu của đám đó là Kosugi, trưởng phòng cũ của Akira. Khi vừa thấy hắn ta, nỗi ám ảnh xưa cũ chợt hiện về trong tâm trí Akira, khiến cậu cứng họng, bụng dạ thì quặn, thậm chí là khó thở trước hoàn cảnh của cựu cấp dưới. Kosugi ngỏ ý sẽ sửa chữa xe và chữa thương cho Kencho, bù lại Akira phải làm việc cho hắn trong 2 ngày. Với tình thế hiện tại, khó để Akira từ chối, dù sao cũng chỉ là 2 ngày mà thôi. Khi đến đại bản doanh của Kosugi, Akira đã được sắp xếp cho một vị trí vác đồ và gia cố tường rào. Đa số những người ở đây đều bị ép phục dịch, ngay cả zombie cũng không hề ngoại lệ. Trong mắt Kosugi, giá trị của Akira cũng chẳng khác nào thầy ma. Từng lời từng chữ của hắn như có sức đẩy mạnh mẽ, nhấn cậu trở lại cái lồng hắc ám ngày trước. Kencho không hiểu tại sao thằng bạn lại cun cút nghe theo lời lão sếp đến vậy, còn Shizuka thì hiểu rất rõ. Cô cũng từng cam chịu áp lực khổng lồ tương tự từ chính người cha tài phiệt của mình. Lúc Shizuka còn nhỏ cho đến khi thành niên, cô luôn phải răm rắp nghe lời cha, không thể phản kháng lại. Hơn nữa gã Kosugi rất giỏi trong khoản đắc nhân tâm, cần cứng thì như chửi vào mặt người ta, cần mềm mỏng như rót mật vào tai. Sao Akira không bị cháp để rồi bị tẩy não? Thời hạn 2 ngày kết thúc, Kencho và Shizuka quyết định rời khỏi đây, nhưng Akira lại thay đổi ý định. Cậu muốn ở đây và tiếp tục công việc. Cậu cho rằng bản thân quá yếu kém, không đủ khả năng sinh tồn bên ngoài. Tuy chỗ này làm việc cơ cực thật, nhưng ít còn được sống. Akira tầm này đã bị tẩy não nặng lắm rồi, đến Kencho lay còn chả thức tỉnh nổi thì đúng là hết cứu. Nếu cậu đã quyết như thế thì cứ ở lại. Còn Shizuka và Kencho sẽ rời đi, nhưng khi nghe những lời yếu đuối của khứa kia, cô đã không thể kìm nén được nữa mà lột sạch bản mặt của tên Kosugi để kích lại cái tinh thần tự do đang hấp hối của Akira. Chính cậu đã khiến Shizuka nhận ra bản thân không cần giao phó mình cho bất cứ ai khác, và tên quân phiệt kia cũng không là ngoại lệ. Cô trả lại cuốn sổ ghi những dự định lại cho chủ nhân của nó. Lúc ấy Akira đã dần dần thức tỉnh. Ngay khi Kosugi định dẫm đạp lên cuốn sổ, cậu đã lấy thân thể để bảo vệ biểu tượng tự do của mình, rồi tuyên bố bản thân sẽ rời đi và không hẹn gặp lại, bất chấp ngoài kia trùng trùng nguy cơ đến đâu. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải chở nhu yếu phẩm trở về, bất ngờ trong thùng hàng xuất hiện một con zombie. Lái xe do hoảng sợ nhấn nhầm chân ga, đâm vào chiếc xe đối diện tạo điều kiện cho đám zombie nô lệ thoát ra, dẫn đến tình cảnh đẫm máu. Gã trưởng phòng cũng đã bị đám thây ma dí, gạt đi những điều hắn đã từng làm. Akira kêu gọi đội vận chuyển ra tay cùng mình cứu người. Cậu lao xe đến bảo vệ Kosugi ngay trước đám zombie, rồi cả hai cùng nhau leo lên trần xe. Những người còn lại điều xe chạy xung quanh chúng, tạo thành một vòng vây. Sau khi mọi người rời khỏi xe, Akira kéo theo cựu trưởng phòng nhảy ra ngoài, không quên tặng lại cho đám thây ma một quả pháo và bình ga tạo ra vụ nổ diệt sạch bọn chúng. Hành động của Akira và lời nói của Shizuka trước đó đã tác động lớn đến suy nghĩ của những người khác. Họ đã quá mệt mỏi với tên béo quân phiệt này rồi, nên quyết định sẽ chia tài nguyên để thực hiện những điều mình muốn trước khi chết. Từng đoàn xe rời đi trong sự tuyệt vọng của Kosugi, tạm biệt quá khứ đen tối phía sau. Tổ đội tiếp tục băng băng đến quê nhà của Akira. Trong lúc đang di chuyển, cả bọn phát hiện ra có một chiếc xe gặp tai nạn bên đường. Akira lập tức henshin để cứu người, nhưng chỉ vừa mới pâu dáng thì người trên xe đã bất ngờ xông ra. Với kỹ năng chiến binh đỉnh cao của mình, người đó đã xử lý đám zombie trong phút mốt. Trong sự há hốc mồm của Akira, cứ ngỡ đó là một soái ca siêu cấp vũ trụ như thế nào. Ai ngờ bên trong lại là một cô gái ngoại quốc, tên là Beatrix Amherhoster. Cô ả vốn là fan cuồng của văn hóa Nhật Bản, nên đã không ngừng thăm ngàn kẹp ngần để có đủ chi phí đến đây. Nhưng vừa mới đến Nhật thì đã gặp ngay đại dịch. Hiện tại cô đang vận chuyển cá đến nhà của một nghệ nhân sushi, nhưng chẳng may gặp biến. Beatrix cầu xin đám Akira giúp mình một tay, hiểu được tâm lý của cô. Akira quyết định sẽ đến tương trợ. Thực ra khứa này cũng muốn ăn sushi. Kencho và Shizuka thì cũng đành chấp nhận thôi, chứ cả
cản sao được chân bé đù này. Càng gần đến nơi thì số lượng thây ma càng nhiều hơn, không thể để cặp đôi kia liều mạng được, nên buộc Zakat Shizuka phải ra tay liệu kế. Cô cho Kencho khỏa thân làm mồi nhử để khoanh vùng đám zombie cho Beatrix chém dần. Chém chán rồi thì lùa chúng về một góc, rồi dùng kế hỏa công mà diệt. Nhưng quẹt mãi mà diêm chả cháy. Thời gian càng lâu thì lũ thây ma càng được đà lấn tới, với mục tiêu là chiếc xe du lịch của cả bọn. Chứng kiến Sushi sắp tuột khỏi tay, Beatrix bắt đầu tuyệt vọng dần. Còn Akira thì vẫn chưa từ bỏ, một mình cậu tả xung hữu đột với đám zombie. Thấy thằng bạn này oai phết, Beatrix bật chế độ hồi tưởng, góp tí sức hỗ trợ Akira. Đánh đấm mãi thì sức cũng cạn, giữa lúc hai thanh niên đều đang bị đuối sức, thêm lần nữa Shizuka lại ra tay. Lần này cô cho drone gắn loa dẫn dụ đám zombie đến một trạm xăng, rồi dùng hỏa công một đường thiêu cả đám. Kế hoạch giải cứu Sushi đã thành. Tối hôm đó cả đám được thưởng thức một bữa ăn đã đời. Thêm một điều nữa trong danh sách của Akira đã được hoàn thành. Sau khi nghỉ xả hơi tại một nhà tắm suối nước nóng, cả bọn lại tiếp tục hành trình về quê của Akira. Do đã 3 năm không trở lại cố hương thăm cha mẹ nên Akira có chút khó xử, nhất là với bố. Nhưng họ đã bị chặn lại ngay trước hầm. Ngó vào kiểm tra, Akira thấy bên trong là một ổ zombie. Cả bọn lo ngại rằng ngôi làng đã bị tấn công, nhưng Akira lại không cho là thế. Bởi trong số đó Akira chẳng thấy ai quen cả. Để có thể tiếp tục hành trình, cả nhóm phải đi đường vòng lên núi. Thấy Akira có vẻ lo lắng, Shizuka thấy thế liền trấn an cậu. Theo những gì mà cô quan sát, có thể chính dân làng đã chặn hai đầu đường hầm để ngăn chặn đám thây ma xâm nhập, thế nên khả năng cao tính mạng của họ vẫn được đảm bảo. Giữa lúc đó, họ đã bắt gặp một ông lão đang bị một con zombie lợn lòi truy đuổi. Beatrix liền trình diễn khả năng bắn cung, một tên tiễn vong luôn con lợn. Ông lão tên là Masaru Kumano, một thợ mộc già đang tìm chỗ trú tại ngọn núi này. Hiện lão Kumano đang thực hiện một căn nhà trên cây. Trùng hợp thế nào đó cũng là điều mong ước của Akira, nên cô này hăm hở lắm, xin một chân theo ông hoàn thiện ngôi nhà. Làm gì có thứ gì có thể cản được ước mơ của một người đàn ông cơ chứ. Lão Kumano thấy khứa này nhộn phết, hợp tính ông nên cho làm chân phụ trợ. Đằng sau nụ cười hào sảng của người đàn ông đó là một câu chuyện bi kịch. Căn nhà này là lời hứa ông dành cho đứa con trai của mình, nhưng tất cả đã quá muộn khi đại dịch xảy ra. Chính vợ ông sau khi bị nhiễm đã cắn chết con trai ngay trước mắt ông. Chúng ta thường bỏ lỡ cơ hội để làm gì đó cho người thân của mình, chỉ khi họ rời xa thì chúng ta mới tiếc nuối vì đã chưa thực hiện. Những lời bộc bạch của ông Kumano đã làm Akira xúc động. Cậu nguyện sẽ góp hết sức để giúp ông thực hiện được ngôi nhà. Những ngày sau đó, cả bọn đã dồn hết tâm huyết vào công trình. Chỉ sau một thời gian ngắn, căn nhà trên cây đã được khánh thành trong sự hoan hỉ của tất cả mọi người. Tạm biệt ông Kumano, cả bọn lại tiếp tục hành trình của mình. Sau khi băng qua hết vực sâu đến cầu treo chênh vênh, nhóm Akira cuối cùng cũng đã tiến gần đến điểm đến. Tuy nhiên khi đến nơi thì họ mới nhận ra chẳng có bóng người dân nào ở đây cả. Có lẽ nào chuyện xấu đã xảy ra. Akira vội lao về thì mới vỡ lẽ. Hôm nay là ngày lễ của làng, thấy cha mẹ vẫn bình an, không kiềm được lòng nữa. Akira đã lấy hết ruột gan ra để nói hết tình cảm của mình dành cho đấng sinh thành. Với tình cảm gia đình chan chứa, ông bố tặng cho cu con một đấm ngay thủ vì cái tội nói mấy thứ nhảm nhí tào lao. Ngôi làng này vốn tự cung tự cấp nên không phải lo thiếu tài nguyên sinh sống. Đám zombie trong đường hầm là những người di cư từ thành phố. Trong lúc tiến vào làng, một người đã phát bệnh dẫn đến tất cả đều bị nhiễm, thế nên dân làng buộc phải chặn đường hầm lại. Vẫn có một số người đã thoát nạn, giờ đây họ đã trở thành cư dân trong làng. Lần này trở về, Akira phải thực hiện mục tiêu báo hiếu bố mẹ, vậy nên mọi chuyện lớn bé cậu đều dành làm. Chắc ông nhõi lúc trước phá quá nên bảo cậu cứ nghỉ ngơi để bà làm cho lẹ. Thấy cu con đang rảnh, bố Akira bảo cậu ra đồng phụ thu hoạch hoa màu. Trong lúc làm việc, Akira không ngừng gợi chuyện hỏi thăm, nhưng bố cũng chỉ trả lời qua loa cho xong, khiến cho cậu cũng hơi nản. Akira đã cố gắng hết sức để báo hiếu mà nó khó quá. Có điều Akira không biết được rằng bố mình đang mắc một chứng bệnh nghiêm trọng và thời gian đang đến hồi cạn kiệt. Trên đường về nhà, Akira gặp bốn thanh niên già từ thành phố đến đây. Cậu nhìn khứa đi đầu thấy quen quen, nhưng chẳng nhớ nổi là đã gặp ở đâu rồi. Thanh niên đó tên là Kanta Higurashi, trái với Akira, một good boy chăm chỉ, thì Kanta là một tồi tệ boy với tư duy chống đối xã hội. Việc đi làm kiếm tiền và sống như một người trưởng thành khiến hắn khó chịu. Dần dần Kanta đã bị xã hội đào thải, nhưng bệnh dịch ập đến, mọi hạng người trong xã hội đều như nhau hết. Hắn đã được reset tư cách bản thân. Trong hành trình của mình, hắn cũng thu nạp được thêm 3 kẻ khác. Chúng đều là những thành phần đáy của xã hội với những tư tưởng độc hại. 4 kẻ này cũng có cho mình một cuốn sổ tương tự như với nhóm của Akira, với tiêu đề 100 điều phải làm trước khi thành zombie. Trừ những kẻ cặn bã đó ra thì những người di cư đến đây đều rất tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ dân làng. Nhóm Akira cũng dần thích nghi với nhịp sống bình yên nơi đây. Vào một buổi tối nọ, khi nói chuyện với bố, Akira đã ngỏ ý muốn ở lại làng phụng dưỡng cha mẹ, nhưng ông đã một mực từ chối và khuyên cậu phải có ước mơ lớn của đời mình. Akira cũng định thắc mắc hỏi lại lý do, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của bố, cậu lại ngập ngừng. Thay vào đó, Akira hỏi về ước mơ hồi nhỏ của bố. Một người tần tảo nơi thôn quê như bố Akira hóa ra đã từng mang cho mình một hoài bão to bự. Ông đã từng mơ mình là phi hành gia, nhưng do học dốt quá nên không thể thực hiện được ước mơ đó. Ông hy vọng đứa con của mình với nội tại sẵn có sẽ chạm đến được ước mơ. Điều đó không phải lãng mạn lắm hay sao? Khoảng cách thế hệ giữa hai cha con như được rút ngắn lại, xen giữa họ bây giờ là những nụ cười và hy vọng. Trong lúc đó, đám người của Kanta
đã bắt đầu hành động. Chúng thả đám zombie trong đường hầm ra, rồi dẫn đoàn tiến thẳng vào ngôi làng để thỏa những mong muốn bệnh hoạn trong danh sách của chúng. Ngay khi phát hiện ra đám zombie, hai bố con Akira chia nhau ra hành động. Bố sẽ đi cứu mẹ, còn Akira tập trung bạn bè lại. Những thợ săn trong làng đã cố gắng hạ gục đám zombie, nhưng chúng cứ như là giang cư mận, quá đông và hung hãn, buộc họ phải rút gấp vào nhà trước nguy cơ ngôi làng bị xóa sổ. Hội Akira nhanh chóng họp bàn. Shizuka yêu cầu tất cả khẩn trương sơ tán dân làng ra ngoài tránh nạn. Tuy nhiên, hàng rào lưới điện đã bị kẻ khác tác động, khiến cho dòng điện tăng cao. Hàng rào vốn để bảo vệ dân làng khỏi xác sống giờ lại thành bức tường giam giữ họ. Trong lúc cả hội đang loay hoay chưa tìm ra cách, thì đám người của Kanta đã đến, không một chút giấu giếm. Hắn thừa nhận mình đã gây ra tất cả những chuyện này. Mục đích của hắn không chỉ là để chống đối xã hội, mà là còn vì Akira nữa. Kanta muốn chứng kiến Akira biến thành zombie mới hả dạ. Trong quá khứ, hai người từng học chung lớp đại học. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Kanta đã thấy chướng mắt trước cái thái độ sống lạc quan của Akira. Thế nên hắn sinh ghét và muốn nhìn cậu tuyệt vọng. Hắn khao khát tự do của sự ích kỷ. Trước những điều đối phương làm, Akira rất hiểu cái cảm giác của Kanta. Nhưng cái thứ hắn theo đuổi là độc hại. Tự do của bản thân phải đi đôi với của người khác. Từ đây một cuộc chiến đã bắt đầu. Chiến giữa cái chính thiện lạc quan và cái ích kỷ tàn ác. Tuy nhiên giờ lại không phải là lúc đấu võ mồm với tên điên kia. Trong khi Beatrix đang giải quyết vấn đề rào điện, số còn lại sẽ rút lui để hỗ trợ dân làng rút tới cầu treo. Shizuka trở về làng để hỗ trợ các cụ di tản, nhưng các bố lão đã từ chối. Cơ thể họ đã cũ quá rồi, có khi chạy còn kéo theo cả đoàn chậm lại. Hơn nữa trong nhà còn có một cụ ông đang nằm giường, họ cũng không nỡ để lại người bạn già này. Đám thây ma dần tiến gần, không thể để chúng làm hại các cụ. Shizuka đã lấy thân mình làm mồi câu dẫn chúng. Thế nào sau đó câu luôn cả gã béo này. Nhìn bờ môi quyến rũ này mà xem, hắn tính dùng nó để đá lưỡi kiểu Pháp với Shizuka đấy. Bản năng mách bảo cô phải chạy ngay, thà để zombie chén chứ nhất quyết không thể để bị chén bởi tên đó được. Khứa béo cũng dai như cái cách vận hạn bám giết lấy hắn vậy. Số là trước đây tên này là một phụ bếp, tuy trình độ không cao nhưng được cái thái độ yếu kém. Hắn vứt đầu lọc linh tinh, dẫn đến hóa vàng cả cái nhà hàng. Gã béo vẫn cho rằng lỗi là ở định mệnh, do hắn đen quá nên mới thế mà thôi. Nghe những cái lời biện bạch vô lý ấy, Shizuka đã dừng lại để giảng cho hắn biết về thuyết nhận thức. Cơ bản có thể hiểu là may mắn sinh ra khi con người sống có tâm. Một kẻ sống bê tha chỉ biết trách trời trách số như hắn thì muôn đời cũng chỉ nát như thế mà thôi. Tên béo không tin, hắn lao đến chĩa súng vào Shizuka để check xem vận may hay là viên đạn đến sớm hơn. Viên đạn đến sớm hơn, nhưng từ lòng súng đến cứu Shizuka chưa chừa. Tên béo liên tục lao đến, lần này các cụ không chơi tầm xa mà đánh tầm gần, đập cho hắn một trận bố mẹ nhìn không ra. Tên béo đã bị hạ. Ở một diễn biến khác, Beatrix đang bị thất thế trước ả bốn mắt. Với skill của Yasuo cộng thêm con hàng của Chainsaw Man, ả đã hủy gần hết vũ khí của Beatrix. Giờ cô chỉ còn duy nhất thanh kiếm mẻ cầm cự. Ả bốn mắt từng là cao thủ kiếm đạo, nhưng cuộc đời xếp cho cô ta làm dân văn phòng. Với tính cách cằn khó ưa, ả đã bị các đồng nghiệp xa lánh. Chính vì lẽ đó, bốn mắt cực kỳ ghét những cô gái kiểu như Beatrix, một kẻ có lối sống vô ưu vô lo. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Beatrix cho rằng ả bốn mắt quá cứng nhắc. Nếu như ả biết mềm mỏng và biết hạ cái tôi xuống thì chắc chắn sẽ không rơi vào hoàn cảnh như này. Kết thúc màn thông não, Beatrix bắt đầu lộn ngược thế cờ. Cô lợi dụng đám thây ma để phá bánh xe nước, từ đó cắt nguồn điện, tiện tậu luôn cái bánh xe làm phương tiện đi lại. Mém tí nữa đưa bốn mắt về bên các cụ, thất thần trước pha chết hụt. Bốn mắt gục ngã và hậu quả là bị đám zombie vây lấy. Để tiếp tục với cuộc chiến của Kencho, anh em nào đang ăn cơm xin hãy dừng lại, ăn xong gọn gàng sạch sẽ rồi hãy tiếp tục nhé. Sau khi tìm thấy cô bé mồ côi và chú chó, Kencho đã đưa cả hai lên nóc nhà né zombie. Tên đầu cua dưới trướng Kanta đánh hơi thấy cả hai người, sau vài lời đãi môi, hắn lao đến dùng gậy để đẩy cậu xuống dưới. Theo những lời bộc bạch của mình, đầu cua tự nhận mình là kẻ bị bạo lực gia đình bởi vợ hắn luôn chỉ chết hắn không ngừng nghỉ. Vì khi bà ta đẻ, hắn đã không ở bên. Đã thế những thành viên khác cũng ruồng bỏ hắn, thế nên là đầu cua mới muốn trả thù đời. Sau khi nghe và hiểu, Kencho cho rằng nguyên nhân dẫn đến thái độ của bà vợ xuất phát từ sự thờ ơ của đầu cua. Hắn là mẫu đàn ông ích kỷ, không lo được cho vợ mà lại bắt bà phải phục vụ. Đó mới chính là căn nguyên của chuyện gia đình hắn. Như bị chạm trúng tim đen, hắn càng tăng sức để đẩy Kencho xuống hơn. Trong khoảnh khắc đó, Kencho phát hiện ra hố phân, kéo theo một ý tưởng vô cùng táo bạo. Cậu lập tức đồng quy vô tận với tên đầu cua. Sau đó ông thần này lột sạch đồ, nhảy thẳng vào cái hố đó. Đầu cua thì không chơi lớn được thế, nên hắn cắn răng cắn lợi mà chạy. Hậu quả là đâm vào rào điện, sống chết ra sao không rõ. Trong khi các homie đã win, thì ở vị trí của Akira, cậu đã trở thành zombie. Chuyện gì đã xảy ra? Quay ngược thời gian một chút, Kanta đã bắt được bố của Akira làm con tin, ép cậu phải ra mặt để zombie sơi. Bố yêu cầu thằng con không được nghe theo, bởi dù sao ông cũng đang mang trọng bệnh. Lúc này Akira mới hay về tình trạng bệnh của bố. Cậu không thể dương mắt nhìn thân phụ ra đi như vậy được, thế nên cậu đã mở cửa để rồi trở thành bộ dạng như bây giờ. Và thế là hết. Tôi tưởng thế, Kanta tưởng vậy, còn Akira tưởng cờ. Trong số những cô gái bố mẹ Akira kêu ma, có một người làm trang điểm trong đoàn phim zombie nên đã tạc cho cậu bộ dạng này để bịp đối phương. Kanta đã thua trước Akira, nhưng hắn không chấp nhận. Trong lúc đang tức tối, hắn bị một con zombie cắn vào chân. Chẳng mấy chốc nữa
Kanta cũng sẽ biến thành đồng loại của chúng. Trong mắt Akira lúc này, Kanta thật đáng thương. Cậu hỏi hắn về danh sách thực sự hắn muốn là gì. Thực ra Kanta chỉ muốn thêm một lần nữa được bơi cùng bạn bè mà thôi. Ngày đó trong lần đầu gặp mặt, giá như Kanta nói ra thì có lẽ mọi thứ đã khác. Biết đâu sau đó họ đã là bạn. Nhưng không sao, Akira đã hẹn Kanta nếu một ngày mình trở thành zombie thì cả hai sẽ bơi chung. Kanta bật khóc như một đứa trẻ. Hắn không phải người xấu, chỉ là một đứa trẻ đáng thương, không thể thoát ra khỏi sự sầu tư của chính mình. Nhưng một ngày nào đó hắn sẽ được giải thoát bởi người bạn cuối đời mới quen, Akira. Mọi người đã tập trung đông đủ, nhưng phía trước là hàng rào kiên cố, đằng sau là đàn zombie đã dí sát. Giờ mà không làm gì coi như chết chùm. Những lúc như này cần lắm một anh hùng. Cần thì có luôn. Beatrix với con hàng của cô đã phá được hàng rào, giúp dân làng chạy thoát ra ngoài. Tránh được vỏ dưa lại gặp ngay vỏ sầu riêng. Chiếc cầu treo dẫn vào làng đã bị cắt đứt, trong khi lũ thây ma như gắn motor ở đít dí đã rất sát. Ngỡ lần này coi như hết cứu, thì ông Kumano đã đến quẳng cho họ một cái cầu treo khác. Akira và Kencho đảm nhiệm việc giữ chặt để mọi người sang một loạt. Khi tất cả đã tới bến xong, hai thanh niên với kinh nghiệm đu trước đó đã hạ cánh thành công sang bờ bên kia. Tuy có hơi ê ẩm đôi chút, nhóm Akira đã giúp cả làng thoát nạn. Cuối cùng sau tất cả, Akira đã phần nào đó báo hiếu được cho phụ huynh. Sau đó ngôi làng bắt tay vào tái thiết, mọi người đều hăm hở trong vui vẻ, trừ gia đình nhà Akira, bệnh tình của bố trở nặng, giờ để mình mẹ lo toan thì hơi nặng gánh cho bà. Akira quyết tâm nếu thân phụ có bề gì thì cậu sẽ đứng lên bảo vệ mẹ và cả làng. Tinh thần trách nhiệm đang hừng hực trong Akira cho đến khi biết căn bệnh của bố Chĩ khiến cậu trừng hừng. Do bố không chịu đến viện thăm khám cho nên sau chuyến chạy vừa rồi, búi Chĩ chảy máu khiến việc đứng cũng đủ thốn rồi, nhưng cũng may chỉ là Chĩ mà thôi. Nên Akira quyết định sẽ rời làng, cậu sẽ nghe lời bố để thực hiện ước mơ. Cậu sẽ đi tìm phương thuốc đẩy lùi dịch bệnh zombie, khi đó bố sẽ được đưa đi phẫu thuật. Đó chính là dự định tiếp theo của Akira. Với Kencho thì cậu muốn mang tiếng cười đến cho nhiều người hơn. Shizuka sẽ thực hiện giấc mơ hồi bé của mình, còn Beatrix thì phục hồi lại cảnh đẹp của nước Nhật và còn nhiều hơn nữa những dự định mà họ sẽ làm. Ngày hôm sau họ đã tạm biệt cha mẹ và dân làng để tiếp tục chuyến hành trình của mình. Sẽ còn nhiều thứ phía trước nữa. Và hãy cùng đón chờ season tiếp theo của bộ anime thú vị này nhé. Còn bây giờ tôi còn Quạ. Xin chào và hẹn gặp lại.